Ngồi nói bình thường. Dạ. Bệnh nhân nam 19 tuổi. Lý do vào viện là mệt ngực, sợ thiểu ngất. Diễn tiến lâm sàng, bệnh nhân vào viện lúc khởi phát lúc 0 giờ ngày 20 tháng 9. Với cơn mệt ngực, thiểu ngất nên vào viện. Lúc 2 giờ, bệnh nhân nhập khoa hồi sức tích cực. Tại khoa hồi sức, bệnh tĩnh thở đều, tim chậm 60 lần trên phút, huyết áp 80-60, phổi ran ứ động, gan lớn dưới hệ sườn phải 3 cm, nôn ói nhiều, tĩnh mạch chủ dưới 17 mm, điện tim lúc vào viện nhịp không đều 90 lần trên phút, trục trái, hội chứng Wolff-Parkinson-White. Tại khoa hồi sức chuẩn đoán choáng tim, suy tim, tim bẩm sinh, theo dõi viêm ruột, theo dõi nhồi máu cơ tim, xử trí dobutamine, triệu chứng. Tại khoa nội tim mạch lúc 9 giờ bệnh nhân ổn định, được đến khoa nội tim mạch, bệnh tĩnh tiếp xúc được, SpOC 96% khí trời, da niêm hồng, ngón tay dù trống không có, tim đều rõ, huyết áp 130-80, các cơ quan khác chưa phát hiện bất thường. Điện tim tại khoa tim mạch, nhịp xoang 81 lần trên phút, kèm hội chứng Wolff-Parkinson-White, trục lệch trái. Về công thức máu, bạch cầu 17.000, ưu thế neutrophil. Siêu âm tim cấp cứu tại giường, chức năng tâm thu tất cả giảm nhẹ 49%, không đối lại vận động vùng. Van ba lá bám thấp, nhị phải dạng lớn, nhị phải thất phải, hở van ba lá vừa, van lên dị có lỗ thông sinh trái phải, không thấy huyết khối các buồng tim. Theo dõi bất thường Epstein kèm thông liên nhĩ. Chuẩn đoán sơ bộ, theo dõi bệnh tim bẩm sinh Epstein kèm thông liên nhĩ, nhiễm trùng đường ruột, theo dõi suy tim NIA2. Xử trí, kháng sinh cefoparazole, ức chế men chuyển, kháng aldosterone, thuốc điều trị triệu chứng, ngưng dobutamine truyền. Bệnh nhân về nhịp xoang siêu âm tim không ghi nhận huyết khối, điểm chất flash không điểm nên không sử dụng kháng đông cho bệnh nhân. Diễn tiến bệnh phòng từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, bệnh tình tiếp xúc được, da niêm hồng, SpOC 97% khí trời, không đau ngực, khó thở khi nằm, khó ngủ, tim đều rõ, thổi tâm thu 3 phần 6 vùng ức, trong, bụng mềm, gan lớn 3 cm dưới hệ sườn phải. Đây là hình ảnh ngón tay của bệnh nhân không có dấu hiệu dùi trống và da niêm hồng. Tiền sử bệnh nhân có hạn chế hoạt động hay vào viện vì viêm phổi. Bệnh nhân cũng phát hiện tim bẩm sinh cách đây 2 năm, vào viện vì thiểu ngất. Người nhà thì không nắm rõ bệnh tim bẩm sinh là gì. Phẫu thuật được tư vấn phẫu thuật tim nhưng không có điều kiện và điều trị nội khoa trong 2 năm nay. Qua thăm khám cho thấy có tiền sử hạn chế vận động, viêm phổi tái diễn, khả năng có bệnh lý tim bẩm sinh trước đó. Da niêm hồng nhạt, không có ngón tay dùi trống nên bệnh nhân thuộc nhóm tim bẩm sinh không tím. Và có tiền sử hạn chế hoạt động, viêm phổi tái diễn nên thuộc nhóm tim bẩm sinh không tím, máu lên phổi nhiều. Điện tim tại khoa nội tim mạch ngày 24 tháng 9 là nhịp xoang 70 lần trên phút, hội chứng Wolff-Parkinson-White, trục lệch trái. Công thức máu ngày 25 tháng 9 thì đã về bình thường, bạch cầu về 6.000. Troponin có tăng nhưng không có dấu hiệu thiếu máu cục bộ cơ tim, cái chức năng các công thức sinh hóa bình thường. X quang ngực bóng tim lớn, cung nhĩ phải giãn, chỉ số tim ngực khoảng 56%. Đây là hình ảnh siêu âm tim cho bệnh nhân. Có van ba lá bám thấp. Và hình ảnh thông liên nhĩ xanh trái phải. Kích thước thông liên nhĩ là khoảng 19 mm. Đây là các thông số tích côn. Về mặt cấu trúc tim thì bệnh nhân có cấu trúc tim bình thường, situs solitus, các cấu trúc đúng vị trí ngoại trừ van ba lá bám thấp, thông liên nhĩ. Trên hình ảnh siêu âm tim thì thấy là cấu trúc tim phải lớn và có phần đè vách liên thất và có hở van ba lá. Đây là em tiến hành đo đường ra thất phải và đường ra thất trái, thu được chỉ số là
QB trên QS là 2. Dòng chảy qua van ba lá là 216 cm trên giây và áp lực là 19 mm thủy ngân. Dòng chảy qua động mạch phổi là 92 và 3. Kích thước thất phải là 31 x 48 x 40. Buồng nhĩ phải và nhĩ hóa thất phải là lớn khoảng 80 ml. Chức năng thâm thu thất trái giảm nhẹ 49%, hở van ba lá vừa, tác phổi 29 mm thủy ngân, nhĩ phải dạt lớn, phần nhĩ hóa thất phải tương đối lớn. Kích thước thất phải chức năng là 40 x 31 x 48 ml, tác C là 25 mm. Tỷ lệ tuần hoàn phổi trên hệ thống qua thông liên nhĩ là 21. Kích thước lỗ thông liên nhĩ là 19 mm. Đây là khoảng cách giữa lá trước van hai lá và lá vách van ba lá là 23 mm. Đây là có dòng hở van ba lá trên siêu âm tim. Về chẩn đoán bất thường thì van ba lá đóng thấp với khoảng cách giữa hai lá vách van ba lá và lá trước van hai lá là 23 mm. Để đoán F-stain trên siêu âm, lá vách và lá sau dày dính vào vách liên thất thành tự do thất phải. Lá trước còn lớn và vận động dễ dàng. Phần nhĩ hóa thất phải tương đối lớn, kích thước khoảng 40 mm. Kích thước thất phải chức năng là 40 x 31, 48 mm. Nên em chụp đoán là F-stain tiếp C. Và chẩn đoán suy tim cho bệnh nhân khó thở, nằm, khó ngủ, có gan lớn dưới bờ sườn, đi siêu âm tim thấy thất phải việc lớn, chẩn đoán suy tim phải trên bệnh nhân. Chẩn đoán cuối cùng là bệnh tim bẩm sinh F-stain tiếp C kèm thông liên nhĩ, suy tim phải, hội chứng Wolff-Parkinson 2, nhiễm khuẩn cấp, theo dõi nhiễm trùng đường tiêu hóa. Điều trị tại khoa là kháng sinh bác sung pho, ức chế men chuyển, isosorbit, kháng doxerol và vitamin 3B. Bệnh nhân có bất thường F-stain với hở van ba lá đáng kể, thất phải dạng lớn tiến triển, có rối loạn nhịp nhảy gây choáng tim, nên khuyến cáo phẫu thuật sửa van ba lá mức độ 2A. Hướng xử trí là sửa thay van ba lá, tạc gấp tâm nhĩ phải có dòng lọc phần thất phải nhĩ hóa, thế là theo kỹ thuật phẫu thuật con, xử trí rối loạn nhịp, đóng nội thông liên nhĩ. Được dẫn chuyên phụ cho bệnh nhân thì 1/3 bệnh nhân F-stain có dấn Wolff-Parkinson Y sẽ có nhiều dẫn chuyên phụ, nguy cơ cao đột tử cho bệnh nhân. Và trên điện tim bệnh nhân không có dạng block nhánh phải hoàn toàn, khả năng có được dẫn chuyên phụ phải. Vấn đề cần tham vấn là chẩn đoán và điều trị như vậy đã hợp lý chưa, điều trị nội khoa tiếp theo cho bệnh nhân như thế nào, chỉ định phẫu thuật trên bệnh nhân này và kỹ thuật phẫu thuật ở trên bệnh nhân như thế nào. Nếu chúng ta tiến hành đóng thông liên nhĩ thì có tạo một cái sân nối từ động mạch trụ trên qua động mạch phổi hay không, tức là Glenson, chỉ định đốt điện sinh lý cho bệnh nhân này như thế nào. Em xin hết. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bây giờ tôi xin nhường phần tư vấn cho tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy. Dạ vâng ạ. Kính chào các quý đồng nghiệp ở các đầu cầu ạ. Rất cảm ơn là phần bệnh án trình bày rất chi tiết của bệnh viện tỉnh Gia Lai. Bạn đã rất là cố gắng chuẩn bị cái bệnh án này. Tôi biết là cái giai đoạn bạn thì chuẩn bị bệnh án thì ở trong khoa của bạn cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn do tình hình dịch tễ COVID, và bạn đã rất là cố gắng ngày đêm để hoàn thiện được cái bệnh án này nhất trong khả năng có thể của mình. Thì hôm nay bạn đã trình bày được một bệnh án về một cái bệnh nhân F-stain. Đây là một bệnh lý tim bẩm sinh hiếm gặp, mà rất lâu rồi chúng ta mới gặp một ca hội chẩn ở người lớn. Bệnh này tuy là bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp nhưng mà cái nguy cơ tử vong lại rất là cao nếu ở những cái thể nặng, nếu như mà chúng ta không được phẫu thuật, nếu bệnh nhân không được phẫu thuật kịp thời. Và việc triển khai phẫu thuật F-stain vẫn luôn luôn là một cái kỹ thuật khó mà không phải một cái trung tâm phẫu thuật nào cũng có thể thực hiện được. Em còn nhớ là cách đây khoảng
2-3 số telehealth, chúng ta đã được nghe một bài trình bày, bài giảng rất là hay của Phó Giáo sư Nguyễn Sinh Hiền về các cái kỹ thuật triển khai phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Hà Nội, trong đó có giới thiệu về phẫu thuật bệnh lý Epstein. Đây cũng là một mũi nhọn và cũng là một điểm sáng trong phẫu thuật bệnh lý tim mạch tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi về cái ca lâm sàng này để hiểu rõ hơn là bệnh lý Epstein. Thì tôi xin nhờ bạn share lại cái màn hình từ chỗ hình ảnh khi ta tiếp xúc bệnh nhân đấy ạ, cái hình ảnh chụp bệnh nhân. Thì tôi xin tóm tắt, đây là một cái bệnh nhân nam 19 tuổi đúng không ạ, không có phát hiện, bạn share lại cái màn hình ban đầu ạ. Thì cái hình ảnh mà bệnh nhân khám ban đầu của bạn ấy, bệnh nhân nam 19 tuổi và không có cái triệu chứng và cũng không phát hiện bệnh lý từ trước. Vào viện thì đợt này vì là mệt xỉu và ngất nên mới vào cấp cứu. Thì bệnh nhân có một cái biểu hiện ban đầu là có sốt, có nôn, có đi ngoài, có tình trạng tụt huyết áp và có biểu hiện phù, suy tim, gan to, tĩnh mạch phổ cổ nổi. Thì khi thăm khám mà cho cái hình ảnh bệnh nhân ấy, bởi vì cái hình ảnh mà có mặt và ngón tay và khám đó, cái hình ảnh đó, thì khi thăm khám ban đầu thì các bạn thấy này, trên cái hình ảnh mà các bạn chỉ ạ, thì có cảm giác là bệnh nhân là có tím đấy ạ. Thì lúc mình nói là không tím thì ta thử xem lại, đánh giá lại cái bệnh nhân này, có vẻ là ngón tay, thì ngón tay cái của bệnh nhân này, và bạn hình ảnh môi niêm mạc của bệnh nhân đó, hình ảnh tiếp theo đấy ạ, đó thì có cảm giác là bệnh nhân có tím đó. Tuy nhiên thì cái SpO2 lúc đầu các bạn đo nó khoảng 96-97%, thì ta sẽ nên theo dõi và đánh giá tiếp khi mà bệnh nhân gắng sức để xem SpO2 có tụt hơn không. Cái này ta nên theo dõi và đánh giá tiếp theo nữa. Vì nhìn cái hình ảnh này thì ta nghĩ đến một cái hình ảnh tím đấy. Nó là một trong những cái tiêu chuẩn mà chốc nữa chúng ta sẽ bàn tới khi mà ta có chỉ định phẫu thuật hay không. Nếu khi mà bệnh nhân vào thì các bạn đã cho bệnh nhân làm điện tim, chụp x-quang tim phổi, và đặc biệt các bạn cũng đã là cho bệnh nhân làm siêu âm tim tại giường ngay để chẩn đoán định danh bệnh. Trên hình ảnh điện tim, bạn thấy có hình ảnh hội chứng Wolff-Parkinson-White là chuẩn đoán chính xác rồi. Tuy nhiên ta cũng không bắt được cái cơn nhịp nhanh khi vào. X-quang tim phổi có cái bóng tim to, và các bạn đã cho bệnh nhân làm siêu âm tại giường và đã thấy ngay được cái đặc điểm của van ba lá bám thấp và định hướng đến cái bệnh cảnh Epstein. Bạn đi tiếp theo với cái hình ảnh siêu âm tim. Thì tôi cũng được biết là quý đồng nghiệp mà làm siêu âm tim cho cái bệnh nhân này thì cũng đã học lớp tim mạch cơ bản tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Và thực sự là cảm ơn bạn đã học rất là nghiêm túc và đã thực hành đầy đủ để có được một cái bản siêu âm tôi nghĩ là tốt đối với cái khả năng của mình. Trên cái hình ảnh siêu âm này ta thấy rõ là hình ảnh van ba lá bám thấp, chẩn đoán Epstein có đầy đủ 3 triệu chứng. Thứ nhất là van ba lá bám thấp, các bạn đo từ khoảng cách, bắt cho cái hình ảnh cố định đi, cái hình ảnh mà cố định phía trước ấy, các bạn đo khoảng cách từ lá trước van hai lá đến lá vách van ba lá, bạn tính được là 16mm trên mét vuông diện tích cơ thể. Thì trên cái tiêu chuẩn chẩn đoán là nó trên 8mm trên mét vuông diện tích cơ thể là đã đủ một tiêu chuẩn rồi. Bạn cũng đo được cái diện tích buồng nhĩ hóa của bệnh nhân lớn. Bạn cứ đi bắt đầu từ hình ảnh đầu ấy, để hình ảnh động sau cùng. Em đi cái từ cái hình ảnh đầu tiên ấy, thì ta nhìn là theo dõi dễ hơn. Vì cái cúp cắt trên video của bạn thì nó cũng chưa được chuẩn lắm. Bạn đi lên phía trên. Đó, đấy cái hình ảnh này được rồi. Ta thấy cái buồng nhĩ hóa của bệnh nhân, vì cái van ba lá bám thấp nên một phần của cái thần thất phải biến, đáng nhẽ là buồng cơ thất phải thì nó chuyển thành buồng nhĩ hóa, và vì vậy là cái diện tích buồng nhĩ phải nó bao gồm cả phần cơ tim phải biến thành buồng nhĩ, do đó có hiện tượng giãn rộng cái buồng nhĩ phải. Cái buồng thất phải chức năng vì vậy mà nó thu hẹp lại. Và ở đây ta đã thấy cái hình ảnh thất phải bắt đầu giãn hơn và thành tim bắt đầu mỏng hơn bình thường. Như vậy để chẩn đoán bệnh nhân Epstein ở bệnh nhân này, ta có đủ 3 triệu chứng. Một là van ba lá bám thấp này, với khoảng cách từ lá trước van hai lá đến lá vách van ba lá là lớn hơn 8mm trên mét vuông diện tích cơ thể. Thứ hai có hiện tượng nhĩ hóa buồng thất phải. Và thứ ba là có hình ảnh buồng thất phải chức năng bị thu nhỏ.
Như vậy về định danh bệnh, các bạn đã làm đúng khi mà chẩn đoán là xác định là bệnh cảnh Epstein. Thì khi để phân định típ Epstein, chúng ta dựa vào tiêu chuẩn đánh giá của các băng chia thì ta chia ra làm 4 típ A, B, C và D. Dựa vào sự di động và hình thái học của lá trước van ba lá, kích thước và mức độ giãn của buồng nhĩ hóa, cũng như là kích thước và mức độ giãn của buồng thất phải chức năng. Thì ở cái hình ảnh động này ta cũng thấy này, là van ba lá bám thấp khá nhiều, có sự giãn rộng của lá trước van ba lá, giãn rộng hình cánh buồng, và nó dính khá nhiều vào thành thất phải bởi rất là nhiều cái dây chằng phụ. Vách liên thất cũng thế, cái lá trước của van ba lá, lá vách của van ba lá cũng dính rất nhiều vào cái vách liên thất và còn chỉ còn hạn chế, rất hạn chế di động, còn vận động được khoảng 1/3 trên của lá trước, lá vách và lá sau van ba lá. Như vậy thì các bạn chẩn đoán là Epstein tip C ở trong trường hợp này thì tôi nghĩ là cũng đúng. Vì vậy là cái bản siêu âm này với khả năng làm của bạn thì tôi nghĩ là đã là rất là tốt với khả năng có thể rồi. Tôi chỉ xin bổ sung một số cái điểm như sau. Thứ nhất là cái cúc cắt mà để đánh giá cái mức độ hở ba lá ấy. Các bạn MD mở rộng cái phổ đốp lên màu ra thì ta mới quan sát được hết cái dòng hở của ba lá. Đó các bạn thấy không? Mình chưa mở rộng hết cái phổ màu ra. Do đó là bạn chưa nhìn rõ được hết cái dòng hở ba lá đâu. Tôi nghĩ ở trong trường hợp này hở ba lá sẽ là nhiều. Và có những trường hợp là nó hở nhiều đến mức mà dòng hở ba lá nó trở thành dòng chảy tòng. Do cái hạn chế của van ba lá nó làm cho dòng chảy thông thương giữa buồng nhĩ hóa và buồng thất phải. Thì ta mở rộng hết cái cửa sổ đốp lên màu ra quan sát kỹ hơn. Và cái cúc cắt các bạn cũng nên để dịch sang cái phần phía mỏm tim nhiều hơn nữa thì ta sẽ dựng được cái hình ảnh bốn buồng nó chuẩn hơn. Vì trong những trường hợp này cái buồng nhĩ hóa nó lớn và nó chèn ép cái buồng tim trái nhiều. Thêm nữa là khi các bạn đánh giá thì các bạn đo chi tiết từng phần, nó liên quan đến cái việc tiên lượng bệnh nhân cũng như liên quan đến cái kỹ thuật để chỉ định hướng cho phẫu thuật viên khi mà làm phẫu thuật. Nên là ta đánh giá này diện tích riêng của buồng nhĩ hóa là cái phần mà cơ thất phải mà đáng nhẽ là cơ thất phải và chuyển thành buồng nhĩ phải đó. Sau đó ta tính diện tích buồng thất phải buồng nhĩ phải tính cả phần nhĩ hóa. Các bạn có thể tính cái chỉ số Schleiermacher dựa vào cái tỷ lệ buồng nhĩ phải tính cả phần nhĩ hóa chia cho diện tích buồng thất phải cộng với diện tích buồng tim trái. Khi cái chỉ số này càng tăng thì chứng tỏ là cái buồng nhĩ hóa càng lớn và cái tiên lượng của bệnh nhân cũng xấu đi. Thứ hai nữa là chúng ta phải đánh giá kỹ hơn chức năng của thất phải. Vì đây là một trong những yếu tố tiên quyết để chỉ định điều trị phẫu thuật và cũng như là yếu tố tiên quyết để mà ta tiên lượng bệnh nhân. Như trong trường hợp này các bạn chúng ta cần đánh giá thêm này, ví dụ như đánh giá chỉ số Tây thì đo cũng rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần chú ý thêm ta đánh giá dựa vào cái phổ đốp lê xung qua van ba lá. Ta tính chỉ số A, nó chính là khoảng cách tính từ thời gian đóng và mở van ba lá trong một chu chuyển tim. Đo qua phổ đốp lê xung qua van ba lá. Tính chỉ số B là thời gian tống máu thất phải. Đo qua phổ đốp lơ xung qua van động mạch phổi, sau đấy ta lấy A trừ B chia cho B thì các bạn tính ra chỉ số Tây. Khi mà chỉ số Tây mà càng tăng thì sẽ thì cái nguy cơ suy tim phải nó càng tăng hơn. Thêm nữa thì ta cũng đánh giá thêm các dựa trên siêu đốp lê mô để đánh giá chỉ số Tây mô thất phải, đo vận tốc sóng S, đo tắp xe, chỉ số tắp xe. Khi mà dưới 15mm ở tắp xe thì cũng đánh giá là chức năng suy tim, chức năng tim của thất phải nó giảm. Trên cái hình ảnh động này thì ta cũng thấy thất phải của các bạn đã giãn hơn bình thường này và thành thất phải cũng đã mỏng hơn. Thì ở những bệnh nhân này thì khả năng bệnh nhân bị suy tim phải là cao. Tuy nhiên thì các chỉ số các bạn cần phải bổ sung để mà có một cái giá trị chẩn đoán chính xác bằng con số á. Đánh giá cái cuối cùng là ta đánh giá các tổn thương phối hợp. Thì các bạn cũng đã đánh giá rất là chính xác rồi, bệnh nhân này có thông liên nhĩ. Vì vậy mà tôi mới nói là mình cần phải theo dõi cái triệu chứng tím của bệnh nhân rõ hơn. Thì trong những cái trường hợp mà Epstein tip C mà khi kèm theo thông liên nhĩ
Thì nếu như cái thời điểm ban đầu các bạn nhìn định hướng cái SPY nó vẫn còn tốt như thế, tuy nhiên khi gắng sức thì nó sẽ làm cái luồng máu từ cái buồng nhĩ hoán lớn như vậy nó đổ sang buồng tim trái và có thể gây ra biểu hiện tím khi bệnh nhân gắng sức. Vì vậy mà các bạn nên theo dõi và đánh giá thêm trong trường hợp này. Thì đấy là một số cái trao đổi về cái phần mà khi các bạn làm siêu âm tim. Như vậy thì về chẩn đoán định danh và định típ bệnh thì các bạn đã chính xác khi chẩn đoán là bệnh Epstein típ C có suy tim phải, có hội chứng suy tim phải khi vào, gan to, tĩnh mạch cổ nổi và phù, đúng không ạ? Và có biến đổi, có rối loạn về huyết động. Thế vấn đề thứ hai khi bệnh nhân vào viện, sau rồi bạn cho lên cái slide mà cái xét nghiệm công thức máu lúc vào ấy. Ở bệnh nhân này lúc vào viện thì không phải vào về bệnh tim, mà bệnh nhân vào lúc đầu là một cái tình trạng là bệnh nhân có sốt, có nôn và đi ngoài lỏng, choáng, tụt áp. Thế lúc này thì nó sẽ đi kèm theo ở đây cái yếu tố mà gây tiến triển cái suy tim có thể là một tình trạng nhiễm khuẩn đấy. Bạch cầu tăng rất là cao, 17.000. Bệnh nhân có sốt, có nôn, có đi lỏng. Vì vậy sau khi mà các bạn đã lại làm loại trừ làm test COVID âm tính và hỏi các yếu tố dịch tễ rồi thì ta cũng nên định hướng, cũng phải định hướng đến một cái nhiễm khuẩn mà định hướng nhiều đến nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Vậy thì cái chẩn đoán sơ bộ của các bạn thì là cũng tính đến một cái, cũng đồng ý với các bạn là chẩn đoán là bệnh tim bẩm sinh Epstein có kèm theo thông liên nhĩ, nhiễm trùng định hướng đường ruột và có suy tim phải, mất bù. Về vấn đề điều trị thì về phần nội khoa thì có mấy vấn đề nổi trội. Thứ nhất là bệnh nhân vào viện trong tình trạng suy tim phải mất bù thì các bạn đã cho thở oxy hỗ trợ không xâm nhập và tình trạng SpO2 cải thiện rất là nhiều. Các bạn cũng đã dùng vận mạch thì ở đây theo khuyến cáo dùng dobutamine, các bạn dùng dobutamine và lợi tiểu là tốt rồi. Sau đấy tình trạng bệnh nhân suy tim đã cải thiện hơn. Thì trong những ngày tiếp theo chúng ta có thể dùng tiếp tục cái phác đồ điều trị suy tim phải, chuyển sang lợi tiểu đường uống, thuốc viên, ức chế men chuyển, nhóm nitrat để điều trị ổn định cái tình trạng suy tim của bệnh nhân. Và về tình trạng nhiễm khuẩn thì các bạn sau khi phát hiện nhiễm khuẩn các bạn có thể cấy máu này, cấy phân rồi dùng ngay kháng sinh, cái sớm nhất cái kháng sinh mà các bạn có trong tay. Thì ở đây ta đang dùng là Bắc Sunfo, rồi một nhóm Cepha thế hệ 3. Các bạn có thể, và ngày hôm sau thì bệnh nhân cũng tình trạng nhiễm khuẩn cũng cải thiện rất là rõ. Vì vậy mà các bạn có thể tiếp tục cái kháng sinh này trong 5 đến 7 ngày, rồi dù ta dừng cũng được. Nhưng mấu chốt cuối cùng của vấn đề của bệnh nhân này sau khi điều trị ổn định tất cả các tình trạng đó là chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân. Thì theo khuyến cáo mới nhất của Hiệp hội Tim Mạch, theo khuyến cáo mới nhất của ACCHA, theo khuyến cáo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ á, thì bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật khi có một trong các triệu chứng sau. Nhất là bệnh nhân có biểu hiện, có triệu chứng cơ năng hoặc giảm khả năng kháng sức là một. Có hai là có biểu hiện tím với độ bão hòa oxy dưới 90%. Thứ ba là có thuyên tắc mạch dịch thường. Thứ tư là có bóng tim to dần trên phim X-quang. Và thứ năm là có biểu hiện thất phải giãn dần hoặc chức năng tâm thu thất phải giảm dần. Thì đối chiếu với bệnh nhân này thì có đủ các tiêu chuẩn để mà bệnh nhân có thể chuyển phẫu thuật. Như là gồm có triệu chứng, bắt đầu có biểu hiện triệu chứng cơ năng rồi, có thể có tím, có thất phải giãn và chức năng đã giảm rồi. Vì vậy mà bệnh nhân này có, trả lời câu hỏi thứ hai của các bạn là bệnh nhân là có chỉ định để phẫu thuật sửa chữa toàn bộ theo phương pháp các băng chia, bao gồm làm khâu thu nhỏ, buồng nhĩ hóa theo chiều dọc này, đưa vị trí van ba lá về bình thường và sửa hoặc thay van ba lá sinh học. Thì đây là một cái phương pháp mổ khó và không phải cái trung tâm tim mạch nào cũng thực hiện được đâu ạ. Bệnh viện Tim Hà Nội thì là cái cơ sở đầu tiên ở miền Bắc mà Phó giáo sư Nguyễn Sinh Hiền đã mổ thành công những ca mổ đầu tiên khoảng từ những năm 2006. Và từ đó đến nay là đã mổ thành công rất nhiều những ca Epstein ở các nơi trên toàn quốc gửi về. Cái tỷ lệ thành công được ghi nhận bởi những cái báo cáo ở những cái tạp chí khoa học nổi tiếng. Vì vậy mà về cái phần phẫu thuật thì chắc lát nữa em xin ý kiến của Phó giáo sư Nguyễn Sinh Hiền ạ. Còn về vấn đề cuối cùng của bệnh nhân là vấn đề về rối loạn nhịp. Thì bệnh nhân này đúng là có hội chứng Wolff-Parkinson-White. Tuy nhiên thì ta chưa ghi nhận là có cơn nhịp nhanh kịch phát trong cái đợt vào viện.
Các bạn có thể cho bệnh nhân đeo thêm một cái monitor điện tim để đánh giá xem thực sự bệnh nhân có những cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất kèm theo hay không và cái tần suất xuất hiện như thế nào. Thì nếu quả thật bệnh nhân có những cái cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất thì ta có thể xem xét đến điều trị đốt rối loạn điện sinh lý bằng sóng cao tần. Thì trên đây là một số cái ý kiến về mặt nội khoa của em ạ. Em xin ý kiến thêm của Phó Giáo sư Nguyễn Sinh Hiền ạ. Vâng, xin cảm ơn phần tư vấn của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy. Đúng là rơi đúng vào cái luận án tiến sĩ của Tiến sĩ Thủy, cho nên Tiến sĩ Thủy có rất nhiều điều để nói, đúng không ạ? Về cái chỉ định ngoại khoa thì các bạn đã, tôi thấy là các bạn làm đoạn luận, các bạn đã làm cái bệnh án rất là tốt và đã đọc rất nhiều về cái bệnh Epstein. Về phần nội khoa thì các bạn đã làm rất là đầy đủ, tôi không có ý kiến gì nữa. Còn về phần ngoại khoa thì cái ca này hoàn toàn có chỉ định phẫu thuật, đúng không ạ? Khi mà có hoặc là loạn nhịp, hoặc là tím, hoặc là có suy tim, đúng không ạ? Hoặc là tim giãn lớn thì chúng ta có chỉ định phẫu thuật. Và phẫu thuật cái trường hợp này thì tôi nghĩ là đến 95% là chúng ta có thể sửa được cái van ba lá đó bằng cái phương pháp là phương pháp các băng chê thì trên thế giới cũng áp dụng nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ thành công cũng cao, nhưng mà cái tỷ lệ mà kín hoàn toàn nó thấp do ông cái lá vách ông không xử lý. Cho nên là khi mà năm từ 2005 2006 chúng tôi cải tiến phương pháp đó, là chúng tôi sử dụng cái lá vách ấy. Chúng tôi cứ nghĩ là cái đấy là mình nghĩ ra là nó hay ho, nhưng đến khi mình làm thuần thục rồi, mình đọc trong y văn thì tôi thấy là chả khác gì cái phương pháp côn của một cái tác giả Brazil cả. Hóa ra là trên thế giới này có rất nhiều những cái phương pháp mà người ta đã làm rồi mà mình nghĩ ra, mình lại cứ tưởng là mình làm đầu, nhưng không phải. Thế giới người ta đã làm rồi, chẳng qua là suy nghĩ nó giống nhau thôi. Thì chúng ta làm cái phương pháp các băng chê, các băng chê cải tiến của Viện Tim Hà Nội chúng tôi làm, hoặc là thực ra nó cũng là phương pháp cone technique, tức là phương pháp hình nón đấy. Lúc đấy chúng ta sử dụng luôn cả cái lá vách của bệnh nhân nữa. Thì cái này nó làm cho cái lá van nó áp rất là tốt và rất là kín sau khi phẫu thuật, và cái tỷ lệ thành công rất là cao. Thế thì trong nhìn cái hình ảnh của các bạn đưa ra thì tôi thấy là chắc chắn là chúng ta sẽ sửa được. Thế còn có làm thêm cái cầu cavo hay không ấy, thì nó phụ thuộc vào bệnh nhân có suy tim hay không, chức năng thất trái ra làm sao, và trong lúc mổ chúng tôi đánh giá xem cái bề dày của thành thất phải. Nếu mà nó mỏng, nếu mà chức năng nó co bóp nó kém thì chúng ta phải làm thêm cái phẫu thuật Glenson nữa, tức là đảm bảo một thất rưỡi, thì lúc đấy cái gánh nặng của thất phải nó sẽ giảm đi rất nhiều. Và cái kỹ thuật này thì các anh chị đã chứng minh rằng là Chauveau là một trợ lý của các anh chê đã chứng minh rằng với cái sửa toàn bộ cộng với Glenson thì sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh Epstein. Thế thì nếu mà các bạn bệnh nhân có điều kiện thì chuyển ra Viện Tim Hà Nội, chúng tôi sẽ phẫu thuật cho bệnh nhân. Thế còn về cái điều trị nhịp thì đúng là phải làm cái Holter, sau đấy thì chúng ta sẽ điều trị nhịp. Ở đây có tiến sĩ bác sĩ Tuấn đây, có ý kiến gì không về nhịp? Vâng, em xin có thêm một chút ý kiến về cái rối loạn nhịp. Thì cái ca này vào là có ngất, nhưng mà không biết là nguyên nhân là gì thì chưa thấy bàn luận. Đây ngất thì có hai nguyên, chắc là một là do rối loạn nó mất nước, nó gây suy sụp tuần hoàn gây ngất. Nguyên nhân thứ hai gây ngất là dung nhĩ trên nền hội chứng VVV. Đấy là nguyên nhân thứ hai mình có thể nghĩ gây ra tụt huyết áp và gây ngất. Thì đối với cái VVV này thì mình định vị nó là ở bên trái. Thì trong cái ép tanh nó có thể có nhiều đường phụ, mình đốt bên trái có thể nó lại sang bên phải, nhưng mà trước mắt trên cái điện tâm đồ này thì nó là một cái đường phụ bên trái, thì mình hoàn toàn có thể triệt đốt được cái VVV này để xem cái ngất nó còn tái phát không và các rối loạn nhịp nó có tái phát nữa không, và sau đấy thì sẽ là phẫu thuật như bác sĩ Hiền đã nói. Mà xin hết. Các đồng nghiệp ở bệnh viện Gia Lai có câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ, các thầy ơi, là mình đốt điện nó tiến hành cùng với lúc với phẫu thuật hay là đốt điện riêng và phẫu thuật riêng? Cái này có thể đốt điện trước được, bởi vì cái này VV bên trái nó không quá khó, mình có thể đốt trước đi để phòng chống những cái rối loạn nhịp tái phát. Còn đối với những cái trường hợp mà đường phụ bên phải trường hợp này thì rất khó đốt, vì là cái vòng van ba lá nó bám thấp, thì khi mình mapping thì mình sẽ rất là khó, nhưng mà rất may là nó ở bên trái. Thì đốt trước, sau đấy thì sẽ phẫu thuật sửa van ba lá và làm Glenson sau. Vâng, các bạn đã rõ chưa? Kinh phí, dạ, em cảm ơn ạ. Vậy còn về nếu mà kinh phí phẫu thuật để tư vấn cho bệnh nhân thì thế nào ạ? Kinh phí phẫu thuật, nếu mà phẫu thuật trường hợp như này thì hết khoảng độ 50 triệu mà
60 triệu mà bệnh và bảo hiểm người ta đã cũng trả cho khoảng 40 triệu rồi. Thì chắc là nếu mà đốt nữa thì hết bao nhiêu anh Tuấn? Đốt 25 triệu nữa. Bảo hiểm cũng trả không? À, dạ rồi. Vâng, sau khi trả 25 triệu, nói tóm lại là bệnh nhân khoảng độ mất khoảng độ 50 triệu. Dạ, em cảm ơn các thầy. Vâng, xin cảm ơn các đồng nghiệp ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bây giờ xin